Xin chào tất cả các anh em nha, video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chuyện góp nhận 10 top cần có kỳ hiệu là RBC, một top cần RBC khoảng 5 đô cho dự án này các bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Để tham gia giao hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, mở cái Telegram và bấm start chat chatbot này các bạn. Rồi ok, thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. 10 top cần khoảng 5 đô, 50 đô, một top cần 5 đô phải. Và anh cho những group kênh seller nữa bạn. Một kênh nè. Rồi bấm đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cho tiếp kênh seller nha các bạn. Một follow nè. Tốc cần RBC này ra đích sinh sàng Bankake Swap các bạn. Rồi các bạn follow xong các bạn up nè, bắt up lên. Các bạn tiếp join tiếp kênh seller cái đó nè. Các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi mình follow tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên. Rồi tiếp tục tờ Twitter các bạn follow retweet cho Pinbot các bạn. Bằng like nữa các bạn. Feed 30. Chương trình này góp này N30 member nha bạn. 30.000 người. Rồi tại Twitter thì các bạn like và theo dõi và tại Twitter nha bạn. Rồi các bạn rồi sau khi các bạn test lại các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn bấm vào một submit đi tên này các bạn. Nó hỏi các bạn có join không, bạn né test nha các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Hoặc địa chỉ ETH trên ví chúc wallet. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nha bạn. Bạn mở bot ra nè bạn. Rồi giá mà gửi cho bot nè bạn. Ok, sao con này nó không có kêu mình điền thông tin gì chứ. Bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được các bạn. Nhận được 10 top cần nè bạn. Ok, các bạn gì bấm vào cái link lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm top cần nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video để tiếp theo từ mình nhé.